này quay cho các bạn xem là đi thu hoạch ớt. Ớt này kêu là ớt gì đấy cô? Bóng bò bò hả? Giống ớt. Giống ớt này đẹp ghê. À, đập phải là trái đầu mùa đó phải không? Này hết cũng qua bốn lần. Qua bốn lần này. Cái này mình thấy cũng mấy lần mới hết hết cô. Chục gì thì cũng sợ hư thôi chứ không có gì. Sao vừa đào hết đó không tốn. Nam vừa đào ấy. Ừ. Tháng tốn này chắc Nam đây cũng tới tháng tốn này. Nam hư là tới tháng tốn. Này mình phải thấy trước khi trái đỏ nó xuất hiện. Đó là ăn không cay hơn trái xanh chứ hề. Trái xanh này mà ăn mì quán là đúng bờ luôn. Cái cặp cặp cặp. Trái ăn nhiều ghê. Không khoái ăn cái xanh này chứ còn cái đỏ không mà ăn cà điếc. Chủ yếu là ăn xanh gì thôi. Cái xanh cũng giót ít cay thôi. Cũng thơm thôi. Cũng thơm thôi. Khóc giống vậy á. Ừ, thôi. Xí nữa kiện mua cô xí. Đi mua. Không, lùm ớt không. Xưa ba mẹ con cũng lùm bụng mà. Ừ. Dạ. Lùm thúc, lùm ớt, lùm đủ thứ đi. Cái này là đất này bao nhiêu sổ đất rồi cô? Cái này là sổ rủi rồi. Sổ rủi rồi. Mình hứa thì cũng la hoài. Ấy là cô hứa thu hoạch bón luôn chứ ăn chín rồi, ăn giò ăn chín rồi. Cô bón ở đây có 15 triệu rau. À. Đấy là mình hứa chữ ăn giò rồi mình hứa miết mình bón luôn cho hết chứ. Ừ, hứa miết không? Dạ. Nếu mà ngon rẻ quá mình để chín cho mình hứa làm sao? Dạ. Nay bữa nay 12 ngàn cái vậy? Ừ. Cái bữa cô bón đào như chiên là nam chục, 60. 60 ngàn cái vậy? Ừ. Đủ đá rồi. Cô đồng sáng 60. 20 ngàn cái. Cái xa cái tới xuống còn 40. Muốn họ lần xuống cái bò la, bò la. Bò chụp cái tới 10, tới tới có 15 ngàn nha mày. Nó rẻ dữ rồi. Ừ. 15 ngàn chắc nhiều, chắc ớt nhiều quá. Mình đang rộng đổ ở đây này. À, mấy cái nó hư, bị hư đó. Nó giống như trâu quai. Trâu quai cũng bị nốm nốm. Nốm nốm. Gây do nước mưa mà không biết phải không? Ừ, mưa đó. Đây mà gió được 60 nghìn ký mình bón hết chẳng đỏ. Qua chọc thôi. Qua chọc thầy cũng ngon rồi. À, không cần nhiều. Mấy bữa rồi có hế phậu không? Hay là mình có hế? Có chứ. Mua nhiều cái cây người hế mà ít thì sao? Cái ớt tôi mua cũng sơ đấy, nhiều trái. Ớt nó chai chứ nhiều trái. Cái này chắc đấy có mấy trăm trái. Giống này nhiều trái thiệt á. Xài kinh.